Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và thưa quý vị, là xin được quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Đăng, ca khúc được mang tên Dấu Chân Kỷ Niệm. Và với ca khúc này, xin được quý vị cùng đến với tiếng hát của Thành Lý và xin mời Quỳnh Diệp lên hỗ trợ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.